À, vâng, xin chào tất cả mọi người. Thời tiết nắng nóng kéo dài cũng như là cái vấn đề ăn uống quá nhiều, rượu uống quá nhiều, ăn quá nhiều chất nhiều mỡ này, uống quá nhiều rượu bia này, là một trong những tình trạng mà thời gian ở đây Huân có tiếp nhận được rất là nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề là ăn nhiều và uống nhiều rượu bia và ảnh hưởng đến cái vấn đề là gan nhiễm mỡ. Gan nhiễm mỡ thì do đâu mà có? Thì đa phần gan nhiễm mỡ thì do là ăn quá nhiều, hai là chất béo cũng rất là nhiều, thứ ba là liên quan đến cái vấn đề là cái thói quen sinh hoạt, ví dụ như uống rượu bia nhiều đấy, thì là máu cái mỡ nó tích tụ trong gan gây ra hiện tượng là gan nhiễm mỡ. Ngoài ra thì vấn đề là gan nhiễm mỡ còn kèm theo bởi một số những cái thói quen không lành mạnh, ví dụ như là hút thuốc, ví dụ như là uống rượu bia quá nhiều đấy, thì nó làm cho chức năng gan được nó kém đi. Và còn do chế độ ăn nữa, người béo phì cũng rất dễ là bị gan. Vậy thì người bị gan nhiễm mỡ thì chúng ta cần có những cái phương pháp nào để có thể khắc phục để có... Vâng, những người mắc bệnh gan nhiễm mỡ thì chúng ta nên ăn những gì, chúng ta nên có chế độ ra sao thì mọi người cùng Huân đi tìm hiểu trong cái video này nhé. Các dấu hiệu của đầu tiên là mọi người phải hiểu là cái bệnh gan nhiễm mỡ là cái dấu hiệu của nó như thế nào. Cái dấu hiệu của gan nhiễm mỡ thì nó có khá là nhiều cái biểu hiện mà nó rất là dễ chúng ta có thể nhận biết được. Ví dụ như chúng ta bị đau vùng gan tức là đến dưới sườn phải, đau dưới sườn phải, đây là một cái biểu hiện rất là rõ để chúng ta có thể là biết được bệnh gan nhiễm mỡ. Thứ hai là ăn, cái biểu hiện thứ hai đó là chúng ta ăn không ngon, ăn cảm thấy là chán ăn, cảm thấy là ăn thức ăn thì gà thức ăn ngon thì đôi khi mình cũng không muốn ăn đấy. Ngoài ra thì nó có một số biểu hiện khác, ví dụ như là ngứa mẩn đỏ hay là đi tiểu nước tiểu màu vàng, đấy là cũng một số những biểu hiện nó rất dễ phát hiện ra, rất dễ để chúng ta có thể là thấy được trong cuộc sống. Ngoài ra thì chúng ta còn cái biểu hiện thứ ba mà Huân thấy hay gặp phải ở trong cuộc sống chúng ta hay phát hiện ra, đó là chúng ta hay cảm thấy đầy chướng bụng, đầy hơi, da vàng, mắt vàng, đấy là một trong những biểu hiện của gan kém đấy, đặc biệt là cái vấn đề là gan nhiễm mỡ. Vậy thì cái gan nhiễm mỡ thì cái nguyên nhân do đâu, thì ngay sau đây thì Huân cũng làm mất cái thời gian của mọi người nữa, thì Huân sẽ chia sẻ luôn cho mọi người để mọi người có thể hiểu hơn, tìm hiểu rõ thêm cái nguyên nhân của bệnh gan nhiễm mỡ là do đâu và chúng ta có được cái phương pháp điều trị, phương pháp để chúng ta có thể là khắc phục và sao giúp cho gan khỏe mạnh. Trong cơ thể của mình chúng ta cơ bản là có tim gan tỳ phế thận, thì chúng ta nó giống như một cái ngôi sao vậy, nó có 5 cánh vậy, nó là một trong những cái yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con. Đấy, gan mà kém thì nó cũng không đào thải chất độc trong cơ thể ra thì cũng ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn rất là nhiều. Thế mà kể đến cái nguyên nhân của vấn đề gan nhiễm mỡ thì là do là một phần là do là cái chế độ ăn uống không hợp lý, nó gây ra hiện tượng là thừa cân béo phì, cũng là một trong những nguyên nhân của bệnh gan. Đấy, thừa cân béo phì là cũng là một trong những nguyên nhân của bệnh gan đó. Thì những ai mà có cái chế độ ăn uống không khoa học, hoặc là chúng ta béo quá béo, hoặc là chúng ta thừa cân, thì chúng ta nên xem xét kiểm tra lại gan. Thứ hai đó là cái liên quan đến các bệnh khác, ví dụ như bệnh tiểu đường. Đấy, tiểu đường theo thống kê thì tiểu đường thì đa phần gặp ở những trường hợp mà tiểu đường type 1 là nhiều, là kèm theo cái biểu hiện của vấn đề là bị gan nhiễm mỡ. Và cái tiểu đường type 2 thì đến 50% những bệnh nhân mà bị tiểu đường thì là chúng ta bị gan nhiễm mỡ 50% luôn. Theo thống kê thì có đến phải 4-50% là bị gan nhiễm mỡ, chức năng gan kém. Thứ ba đó là cái vấn đề tăng mỡ máu. Tăng mỡ máu cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến mà bị gan nhiễm mỡ. Vâng, cái vấn đề mà tăng mỡ máu cũng ảnh hưởng đến cái vấn đề là gan nhiễm mỡ khá là nhiều, rất là cao, và do là cái chế độ ăn uống cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến cái vấn đề sức khỏe của con. Đấy. Thì ngoài ra thì bên đó là cái chế độ ăn uống hợp lý cũng là một trong những cái điều mà chúng ta cần cân nhắc khi đặc biệt đối với những bệnh nhân mà bị gan nhiễm mỡ.
Ngoài ra còn một số những cái thói quen sinh hoạt trong cuộc sống, ví dụ như chúng ta sử dụng rượu bia quá mức, sử dụng cái rượu bia và nó lạm dụng quá, uống quá nhiều rượu bia cũng ảnh hưởng một phần đến cái vấn đề gan nhiễm mỡ, chức năng gan kém. Đấy. Vâng, từ cái vấn đề mà gan nhiễm mỡ do cái vấn đề là chúng ta cái chế độ sinh hoạt, ví dụ như dùng quá nhiều chất kích thích, quá nhiều rượu bia, thì chúng ta nên điều chỉnh lại ngay cái chế độ sử dụng rượu bia cho hợp lý. Đấy, sử dụng cái đồ ăn, những cái thức uống, những cái chế độ ăn, khẩu phần ăn cho nó hợp lý để tránh bị ảnh hưởng. Vậy thì nguyên nhân của khá là nhiều nguyên nhân như vậy thì chúng ta với những người bị nhiều gan mỡ thì chúng ta nên làm gì? Thì đầu tiên mà tôi muốn nhắn nhủ đến mọi người đó là chúng ta phải hạn chế những đồ ăn đồ uống thứ nhiều chất kích thích, ví dụ như rượu bia, không uống quá nhiều. Cũng đủ thôi, dùng đủ và so với cái định lượng trọng lượng cơ thể mình, sức khỏe mình. Đấy. Tự bản thân mỗi người là chúng ta là cảm nhận tốt nhất, tự mỗi người là chúng ta có thể đánh giá được sức khỏe mình đến đâu. Đấy. Thứ hai là chúng ta hạn chế sử dụng cái đồ thực phẩm nhiều đường như là bánh kẹo, như là đồ ngọt, thực phẩm mà có cái lượng mỡ thừa, mỡ bão hòa cao, đồ chiên xào, đồ rán. Đấy, hay là những đồ ăn mà chế biến sẵn thì đa phần nó kèm theo là cái mỡ thừa, mỡ bão hòa nó ảnh hưởng đến cái quá trình mà gan mỡ rất là nhiều, chúng ta nên hạn chế. Cái thứ ba là chúng ta nên tăng cường ăn thực phẩm giàu chất xơ như là củ cải này, như là uống thêm trà xanh để làm giảm cái vấn đề là men gan cao. Tiếp theo là chúng ta lên có chế độ sinh hoạt, chế độ của ăn uống, chế độ từ cái sinh hoạt, từ cái ăn uống khoa học và hợp lý để làm sao giảm thiểu tối đa cái vấn đề là cung cấp thừa những chất trong cơ thể, khiến cho cơ thể trở nên béo phì hoặc là khiến cho những cái chức năng trong cơ thể chúng ta rối loạn. Đấy, thì chúng ta lên có chế độ ăn uống nghỉ ngơi hợp lý và khoa học để đảm bảo chúng ta nâng cao sức khỏe lên. Và chúng ta cũng nên là có cái chế độ tập thể dục đều đặn. Nếu mà bà con mà chưa tập thì có thể mới tập, chúng ta nên tập nhẹ nhàng thôi, điều độ thôi. Đấy, tập từ từ, dần dần chúng ta nâng cao sức khỏe lên. Đấy, tránh trường hợp là nghe Vân chia sẻ nó phải tập thể dục là chúng ta về chúng ta có khi lại chạy bộ đến cả chục cây số về hôm sau là không dậy được vì bao người quá. Thì chúng ta lên là có chế độ hợp lý. Và một cái điều cuối cùng mà tôi muốn khuyên mọi người đó là mọi người lên kiểm tra khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt là khám sức khỏe về gan, thận. Nếu không được, không khám được nhiều, chúng ta một năm đã lên khám 2 lần định kỳ, cứ 6 tháng kiểm tra định kỳ 1 lần và kiểm tra tổng thể cơ thể mình xem là gặp những vấn đề gì không, vấn đề về gan, về thận, về tim và rất nhiều vấn đề khác nữa, thì chúng ta lên kiểm tra đánh giá sức khỏe của chúng ta đến đâu và chúng ta phát hiện ra giai đoạn sớm để chúng ta điều trị một cách tốt nhất. Đấy. Nhiều người có hỏi hơn là hôm vừa rồi cũng hỏi hơn là thế bệnh ung thư có chữa được không? Thật ra thì đôi khi cũng hơi khó xử một chút. Thế nhưng mà hôm khi đưa nếu mà ở giai đoạn 1, giai đoạn 2 chúng ta có thể khắc phục được. Thế nhưng mà chúng ta để lặng lâu rồi, mà giai đoạn 4 rồi thôi cũng không khó xử được. Nếu mà giai đoạn quá muộn, lúc đấy tiền cũng không ăn gì được. Ra lên giữ gìn sức khỏe chúng ta và chúng ta nên có chế độ ăn uống hợp lý để chúng ta khỏe mạnh hơn. Và sau đây thì Huân xin trích dẫn một số những bài thuốc để cho bà con có thể tham khảo. Vâng, sau đây thì Huân sẽ trích dẫn một số những cái phương pháp để có thể bà con có thể tham khảo để hỗ trợ nên là gan nhiễm mỡ rất là tốt. Đầu tiên đó là có rất là nhiều thể. Và gan nhiễm mỡ thì có rất là nhiều thể. Ví dụ đầu tiên là cái thể là can khí uất, tức là sao? Tức là người trong người cảm thấy tức ngực, đầy bụng, đau tức hạ sườn phải này. Đấy, ăn chậm tiêu, ợ hơi, người bực dọc, dễ cáu gắt. Thì chúng ta dùng bài sau đó là ép 100g củ cải trắng, lấy nước nha. Thứ hai là 5 quả quất bỏ hạt, vắt thêm 5 quả quất bỏ hạt, trộn đều hai thứ đó lại và chúng ta thêm 20g mật ong hòa với cả 300ml nước sôi. Đấy, nước sôi ấm ấm để chúng ta hòa và cho uống. Thì chúng ta chia làm 2 lần trong ngày. Tôi xin nhắc lại đó là chúng ta dùng 100g củ cải trắng. Đấy, xay nhuyễn ra lấy nước. Thứ hai là dùng thêm
Dùng thêm là cái 5 quả quất ăn đấy, quả quất đấy, 5 quả quất vắt và bỏ hột ra. Đấy, trộn vào. Sau đó chúng ta cho thêm 20 gram cái mật ong vào. Và tiếp tục là chúng ta cho thêm 300 ml, 300 cc nước. Đấy, nước sôi ấm ấm đấy để chúng ta trộn vào cho uống. Thì chia làm 2 lần trong ngày. Đấy là một trong những cái trường hợp mà do là thể can thứ nhất, tức là nóng trong người này, bực dọc này, cáu gắt hay đau bức xạ thì phải luôn chia sẻ, chúng ta nên dùng cái bài này rất tốt. Cái thứ hai là chúng ta có thể là ở cái thể thứ hai là thể khí chạy huyết ứ. Đấy, khí chạy huyết ứ thì chúng ta có biểu hiện đó là đau tức hạ sườn phải đấy, gan sưng to, có thể là sưng lên mà chúng ta cảm nhận thấy được đấy. Và lưỡi thì đỏ, lưỡi đỏ tía, lưỡi thì mình khi mà mình bỏ lưỡi ra mình thấy nó màu khác, màu đỏ. Và mạch, cái mạch khi mà nếu mà bắt mạch được thì là chúng ta cảm thấy mạch nó rất là căng. Vâng, chúng ta sử dụng là 3 g củ tam thất, 3 g trà xanh và hai thứ này hãm với lại 200 cc nước sôi trong khoảng từ 10 đến 15 phút và uống thay trà. Đấy, thì cái này chúng ta uống có thể sử dụng trong ngày để uống thay trà và rất là tốt trong vấn đề là nó đào thải những cái mỡ trong gan đi. Thì cái này thì chúng ta dùng thay trà thôi, uống thay trà cũng rất là tốt. Đấy, thì cơ bản nó sẽ có những cái chất để nó đào thải những cái mỡ máu, thì nó sẽ đào thải đi mỡ máu của gan, gan những mỡ, cái mỡ trong gan nó sẽ được đào thải đi, đào những cái độc tố trong gan để cơ thể khỏe mạnh hơn. Đấy, ngày hôm nay thì tôi cũng mất chút thời gian của mình để chia sẻ lại cho mọi người những cái vấn đề liên quan đến gan. Gan nhiễm mỡ thì vẫn phải làm thế nào, gan nhiễm mỡ thì do đâu và ăn uống như nào cho hợp lý, thì ngày mai tôi chia sẻ với mọi người để mọi người có thể có cách nhìn tốt hơn về vấn đề là gan nhiễm mỡ. Thì Huân cũng cho mọi người một trong những phương pháp thì mọi người có thể là tham khảo thêm đấy, để cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh nhất. Và bây giờ thì xin phép kết thúc video tại đây, hỗ trợ thêm những cái và còn khác nữa. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã yêu quý cũng như là đồng hành Huân quá trình Huân chia sẻ những giá trị của mình cộng đồng. Cảm ơn tất cả mọi người và mọi người đừng quên hãy đóng góp ý kiến bằng cách là hãy bình luận bên dưới video và chia sẻ video này cho mọi người thân, cho bạn bè của mình cũng biết, để những giá trị tốt đẹp lan tỏa cộng đồng chúng ta. Cảm ơn tất cả mọi người và hẹn mọi người video sau. Xin chào mọi người.